Nhiều lúc ảnh hưởng đi lại là con muốn chặt những cành lá cho đường thông thoáng, chứ khi chặt có cúng rất kỹ, mà khi chặt xong lạ thay những người chặt và những người có liên quan đều không chết cũng bị tai nạn, không chỉ một lần mà ba lần rồi. Sư cho con hỏi trong trường hợp này họ phạm tội gì mà cho quả ngay lập tức như vậy? Nếu đổi người làm việc này thì có bị nghiệp như vậy không? Và trong trường hợp này nên giải quyết ra sao? Rồi, thì xin thưa với quý vị đó, những cái cây lâu năm á, thì rất dễ có phi nhân ở trên đó. Rất dễ có phi nhân ở trên đó ha. Thì cho nên là có những trường hợp mà chúng ta chặt phá cành cây đó thì chúng ta động tới cái chỗ của họ. Và có những vị hiền nhưng mà có những vị không có hiền. Cái này đã được nói tới trong kinh tạng, có những vị đó thậm chí là họ muốn giết người đó, do cái chuyện mà chặt phá cái chỗ ở của họ. Nó giống như nhà của quý vị thôi. Có những người đó họ tới họ xin phép ha, họ xin phép cho tôi đập tường quý vị để cho tôi lấy 1 mét đất, 2 mét đất là mặt tiền đường của quý vị ha. Thì có những người họ hoan hỷ nhưng mà có những người họ không hoan hỷ. Nhưng mà khi mà họ nó ác một cái đó là gì, hàng phi nhân, khi họ không hoan hỷ đó, chúng ta đâu có nghe, chúng ta cứ làm tới. Và làm tới như vậy thì sẽ có những vị là họ nóng giận thì họ sẽ tìm cách là họ phản ứng đó. Cho nên là cái chuyện sinh thì chúng ta sinh, nhưng mà họ cho hay không là chúng ta chưa biết. Mà chúng ta chưa biết họ có cho hay không mà chúng ta vội vàng là chúng ta can thiệp thì cái đó là không có nên. Đấy, thì đối với trường hợp như vậy đó, rồi tới cái chuyện là cúng kiến, thì xin thưa đó, cái kiểu cúng của chúng ta là cái kiểu cúng với chất quốc. Có nghĩa là sao? Chúng ta cúng những thứ họ không có xài được. Chư thiên quý vị thử, quý phàm phi nhân, quý vị cúng con gà, quý vị cúng cái đầu heo, quý vị cúng xong rồi quý vị có thấy nó mất không? Có thấy con gà nó mất miếng nào không? Có thấy đầu heo nó mất miếng nào không? Hay là quý vị cúng xong rồi đem về nhà chia nhau ăn và chúng ta tự cho là họ đồng ý rồi. Chúng ta cúng chất quốc họ không có xài được. Giống như chúng ta là con người, chúng ta không thể ăn bông hồng, chúng ta không thể ăn bông sen, chúng ta không thể ăn bông huệ, bông lan, bông cúc. Nếu như có những người đó mà đem bông hồng, bông lan, bông cúc họ nấu thành một cái nồi canh bông hồng, sẽ ví dụ như vậy, họ đem tới họ xin tôi cho anh cái nồi canh bông hồng này, và anh cho tôi phá cái tường nhà anh nha. Và mình phản ứng như thế nào họ cũng không có nghe, và họ mặc nhiên họ họ cho là chúng ta có thể ăn được cái nồi canh bông hồng đó đó. Và sau đó là họ mặc nhiên họ đem búa, họ đem xẻng, họ phá cái bức tường nhà của chúng ta. Khi đó quý vị nghĩ như thế nào? Chư thiên suy nghĩ họ cũng nghĩ y chang như vậy đó. Đó là chúng ta cúng những thứ mà họ không có xài được, và chúng ta xin họ không, họ chưa có cho, và chúng ta mặc định là họ đã cho rồi, thế là chúng ta cắt. Vấn đề xảy ra như thế. Như thế đó thì chúng ta nên làm như thế nào? Xin thưa với quý vị, chư thiên hoặc là hàng phi nhân họ xài một cái loại thực phẩm dùng chung cho tất cả các loại chúng sanh, đó là gì? Đó là phước. Họ sử dụng phước. Cho nên tốt nhất là quý vị nên mời những cái quý vị có thể làm từ thiện ha, có thể làm từ thiện. Suy nghĩ là nếu khi quý vị hỏi như thế thì hình như là chỗ quý vị không có chư tăng. Nếu như có chư tăng á, thì quý vị làm một cái buổi lễ trai tăng ở ngay cái chỗ cái cây đó đó, quý vị làm cái lễ trai tăng để chư tăng tụng kinh rải tâm từ và hồi hướng phước mà quý vị cúng dường đến chư tăng đó, làm trai tăng đó, quý vị hồi hướng phước đó cho phi nhân ở trên cái cây đó. Còn nếu như không được á, nếu như không được như vậy, không có chư tăng để mà quý vị thỉnh trai tăng á,
thì quý vị có thể làm từ thiện. Thí dụ như chuẩn bị bao nhiêu phần quà đó, 10 phần quà, 100 phần quà, thí dụ như vậy. Rồi quý vị đi phát từ thiện thì thay vì những cái đợt từ thiện đó chúng ta làm ở một cái nơi khác, thì hôm nay chúng ta làm ở dưới cái cây đó. Quý vị phát quà từ thiện đi ha. Rồi sau đó quý vị chắp tay, quý vị hồi hướng nói là tôi xin chia phước, cái phước này đó là cho những cái hàng phi nhân ở dưới cội cây này đã, mong cho quý vị được hưởng tùy ý đó. Rồi sau đó tôi xin cho được tỉa bớt mấy cái cành nhánh nó chồi ra ngoài đó, nó ảnh hưởng cái đường đi. Quý vị thử cái thử làm cách đó, tại vì cái phước là cái mà chúng sanh hưởng chung, nó dễ hơn. Chứ còn chúng ta đi, chúng ta cúng kiến linh đình, mà xin thưa cúng kiến linh đình còn đỡ. Nhiều người ta chơi có cái dĩa trái cây, mâm mâm trái cây hết rồi, chúng ta không có kính, không có tôn trọng nhau thì cái chuyện nó đành chịu vậy thôi đó. Nên làm phước và hồi hướng phước cho họ ha. Và nếu như mà quý vị nhắm mà quý vị hồi hướng phước mà nó ngon lành á, thì khi mà quý vị sinh á, thì quý vị có thể cho sinh một cái biểu hiện nào đó. Ví dụ như nếu như mà đồng ý á, thì tôi thắp, nếu mà quý vị nếu mà đồng ý á, thì tôi thắp đèn cầy lên á. Nếu mà đồng ý thì làm ơn cho cái đèn cầy nó tắt, ví dụ như vậy đó. Nếu mà đừng đừng chơi thổi nha. Hoặc là nếu mà đồng ý thì tối nay, mơ đồng ý hay không đồng ý, tối nay cho tôi báo mộng cho tôi để tôi biết là có được hay không được, nhưng mà làm ơn đừng có sinh số nha. Sinh số rồi nó qua cái chuyện khác rồi. Chỉ biết là chi sinh là cho tôi cắt tỉa cái cành nhánh này đó. Đó, tôi hồi hướng phước cho quý vị, cho tôi cắt tỉa cành nhánh này có được hay không thì báo cho tôi biết. Đó, cái đó thì được. Ha. Còn cái nghiệp thì nãy giờ sư giải thích rồi. Đó là do cái vấn đề như vậy đó, cái nhà người ta ở mà mình phá thì họ sẽ phản ứng thôi đó. Và cái cách giải quyết thì sư cũng nói rồi. Còn cúng kỹ thì cái kiểu cúng của quý vị thì sư rất là nghi ngờ ha.